công vinh, mình cãi vợ mình thắng thì được cái gì, nên tôi luôn nhận sai và xin lỗi Thủy Tiên. Từ khi kết hôn, công vinh luôn nhường nhịn, chiều bà xã vất vả chịu thiệt thôi, nên đi đâu vợ có nặng lời trách móc, anh cũng ngồi im nghe Thủy Tiên mắng. Công vinh khiến người hâm mộ ghen tị, ngưỡng mộ tình cảm anh đã dành chính cho bà xã của mình. Với cách hành xử, khi vợ đòi ly hôn chỉ biết ôm vợ và nhường nhịn. Mới đây là khách mời đặc biệt của chương trình Talk Show, cặp vợ chồng David Beckham Việt Nam, Công Vinh và Thủy Tiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân của mình. Cả Công Vinh, Thủy Tiên đều thẳng thắn đối diện với việc xích mích mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Thủy Tiên cho biết cô là người thẳng thắn, cứng đầu, còn chân suốt nổi tiếng thừa nhận vợ mình là người không bao giờ nhận sai, nên mọi cuộc cãi vã anh đều nhường nhịn vợ. Thủy Tiên, thật ra con người ai cũng có bản ngã của mình cả. Chị cũng không bỏ được bản ngã của chị xuống, chị vẫn cảm thấy chị đúng, chị không sai, có lẽ bản ngã của chị còn rất cao. Nhưng ở một cảnh giới mà có thể hạ mình được xuống với cái sai lầm của người khác thì cũng gần như là chánh quả với chị rồi, và chị cảm thấy anh đã đạt chính chánh quả với chị rồi đó. Và Công Vinh cũng chẳng bao giờ nặng nhẹ chuyện ai đúng ai sai trong mối quan hệ vợ chồng. Cựu cầu thủ Việt Nam nói rằng anh cũng có nhiều lúc quá đáng vô tâm, làm buồn lòng vợ. Anh nói, mình cãi vợ mình thì mình thắng, mình làm được cái gì? Mình chả được cái gì cả, vợ mình thắng, mình được cái gì, cũng không được gì cả. Ừ thì thôi, tôi thắng ông rồi đó, đây chỉ là cái bản ngã của mình thôi. Nhưng mà rồi thắng được cái gì, rồi sau cuộc cãi vã thì tình cảm sứt mẻ, thì lúc đó được là được, cái tình cảm sứt mẻ chứ được cái gì đâu. Có được lời lộc hay tiền bạc gì đâu, thì mình không cãi nữa, cho vợ nó thắng thì có vấn đề gì đâu, mình đâu mất gì đâu. Mà cũng có ai biết gì đâu, nên thành ra nhận sai nhường vợ thì có vấn đề gì. Anh nghĩ đó không quá quan trọng trong cuộc sống này. Trong cuộc sống vợ chồng, anh nghĩ là vợ thắng hay chồng thắng không quan trọng. Trong cuộc sống hôn nhân thì làm sai có nhiều thứ nhỏ nhặt làm sai lắm. Anh nghĩ trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều điều nhỏ nhặt dẫn đến cái cãi vã. Và anh chị cũng từng như vậy. Cãi xong rồi anh cũng nhận sai. Thôi ba sai rồi, ba xin lỗi mẹ. Chung quy lại trong cuộc cãi vã thì anh luôn chấp nhận là người lùi xuống. Và anh nhường nhịn vợ. Và anh nói là anh sai, anh xin lỗi, ba xin lỗi mẹ. Như vậy, càng giữ lửa hạnh phúc hơn. Công Vinh cho biết Thủy Tiên không bao giờ nhận sai, nên mỗi cuộc cãi vã anh đều nhận sai. Trong cơn tức giận, Thủy Tiên chẳng ngại ngần đòi ký đơn ly hôn. Nhưng ngay sau đó, Công Vinh đã ồ vào ôm vợ rồi xin lỗi rối rít. Thế là chuyện hiểu lầm được hóa giải. Thủy Tiên, Công Vinh có con gái năm 2013 và tổ chức năm 2014. Từ khi kết hôn đến nay, Công Vinh luôn nhường nhịn và yêu chiều bà xã Thủy Tiên hết mực. Cuộc sống giờ đây của Thủy Tiên và Công Vinh cũng là điều khiến bao nhiêu người mong ước. Bầu càng to lại càng đẹp mê mẩn, Lê Phương tiết lộ bí quyết là nhờ chồng trẻ. Lê Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh nhan sắc rạng rỡ trong thời gian mang bầu lần hai. Thời gian gần đây, diễn viên Lê Phương nhận được sự quan tâm của khán giả khi thông báo đang mang thai con thứ hai. Những hình ảnh mới cập nhật trên mạng xã hội của cô đã nhận được cơn mưa lời khen cho nhan sắc rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Trước đó, Lê Phương từng phải nhận nhiều ý kiến chê bai từ khán giả rằng nhìn cô xồ xề phát tướng hơn nhiều kể từ khi mang thai bé thứ hai. Tuy vậy, những bức ảnh mới nhất đã chứng minh nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ càng bầu to lại càng đẹp và thần thái hơn hẳn. Bên dưới bức ảnh, người hâm mộ để lại hàng trăm bình luận trầm trồ. Em càng ngày càng trẻ đẹp ra thêm, bầu đẹp quá bầu ơi, bí quyết gì mà ngày càng đẹp vậy bầu, hợp bầu bí vậy trời, ngày càng đẹp ra. Đáng chú ý là khi được nữ diễn viên Võ Hạ Trâm hỏi bí quyết có bầu mà vẫn đẹp, Lê Phương không ngần ngại mách nước, hỏi ông Phạm Trung Kiên Á, tuổi trẻ tài cao. Có thể thấy câu trả lời đầy tự hào của Lê Phương đã chứng minh rằng cô được ông xã cưng chiều và quan tâm hết mực trong thời gian mang thai. Trước đó, khi mới phát hiện mang bầu, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ mình giao hết cho chồng nhiệm vụ chăm ba bầu. Trên trang cá nhân, Lê Phương viết, cũng hơi lâu, có bầu, cảm giác bị quên, bị lúng túng, không nhớ rõ những cách mình đã vượt qua ngén như thế nào, ăn gì tốt cho mẹ bầu, uống gì khỏe cho thai nhi, mỗi lần đối là làm mệt hà. Thôi giao hết cho ba ba Phạm Trung Kiên nghiên cứu nha, hai mẹ con nghỉ phẻ. Trước đó, nhiều người nhận xét Lê Phương đang phát tướng sau khi mang bầu. Lê Phương được chồng trẻ cưng chiều hết mực khi mang bầu. Chia sẻ thêm về lần mang bầu lần thứ hai, người đẹp cho biết, tôi bầu bé thứ hai khác hoàn toàn so với trước đây mang thai cà pháo. Bầu lần đầu tôi nghén có đúng một tháng, mà chủ yếu diễn ra vào buổi sáng. Thế nhưng sang bé thứ hai, tôi lại nghén khác. Sáng dậy khỏe, tôi ăn được nhiều đồ liên tục vào buổi sáng và cảm thấy khỏe. Thế nhưng từ 15 giờ chiều là tôi bắt đầu thấy mệt và tối là ói liên tục. Sắc vóc cũng thay đổi, da tôi bị dầu nhiều, gương mặt nổi mụn, đầu tóc nhiều gầu. Vì thế trong suốt thời gian bầu bì, tôi chỉ dám chụp hình chứ không live stream nói chuyện với mọi người. Sau đó tôi dần thay đổi chế độ ăn uống và giờ giấc ngủ nghỉ để khắc phục, cải thiện, tìm lại sức khỏe cho mình. Hiện tại tôi đã ổn định sức khỏe, tăng 4-5 kg.
Bị hỏi khó về chuyện đào hoa của Trường Giang, Nhã Phương bênh vực ra mặt như thế này. Một năm sau scandal tình ái chấn động với nam em, Nhã Phương bên ông xã Trường Giang công khai trước truyền thông. Lần đầu tiên Nhã Phương đối mặt với những câu hỏi khó của truyền thông về Trường Giang, người mà cô lại kết hôn vào tháng 9/2018. Trong một năm sau scandal tình ái chấn động với Hoa Khôi nam em, Nhã Phương đã không ngại bênh vực chồng. Khi nhận được câu hỏi Trường Giang có thay đổi gì sau hôn nhân, nhất là tính đào hoa, Nhã Phương đã bật cười hỏi lại: "Nếu Phương nói anh đã thay đổi thì mọi người có tin không? Thật ra không có ai xấu hết, ai cũng có niềm tin riêng, Phương nghĩ là không ai xấu hoàn toàn", Nhã Phương bày tỏ. Cô thậm chí còn tuyên bố, thời gian sẽ cho mọi người thấy một con người khác của Trường Giang. Nữ diễn viên vừa giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Oxford 2019. Cô còn chia sẻ, cô muốn sinh thật nhiều con chứ không dừng ở một cho Trường Giang. Sau việc đầu tiên đứng ra bên vực bà Thảo mắng phu cà phê, tôi xem thường anh, Hoa hậu Phương Lê lên tiếng bên vực bà Thảo với khoảnh khắc ra tòa lần cuối rơi nước mắt vì thua kiện khiến nhiều người xúc động bất ngờ. Không chỉ công chúng mà Hoa hậu Phương Lê cũng đưa ra quan điểm của mình về vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Sau phiên xử đã có nụ cười và nước mắt khiến nhiều người phải bất ngờ với câu nói của bà Thảo. Trong phiên tòa diễn ra chiều 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết về mối quan hệ vợ chồng của chủ cà phê Trung Nguyên. Tòa nhận định ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Trải qua nhiều năm, ông Vũ giữ chức vụ cao nhất trong tập đoàn và góp vốn của ông Vũ luôn lớn hơn bà Thảo. Trong khi đó, bà Thảo là người thông minh, vừa chăm sóc con du học nước ngoài, vừa quán xuyến các công việc kinh doanh ra nước ngoài. Sau khi hội đồng xét xử tuyên án, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã bật khóc và nói: "Bản án quá bất công với mẹ con tôi". Trong khi đó, ông Vũ chỉ cười và từ chối nói về phán quyết của tòa. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn vui vẻ với báo chí sau khi thắng kiện giành toàn bộ Trung Nguyên. Ít ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao trước vụ ly hôn đình đám của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên. Vụ việc không chỉ nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng, mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ quan điểm của mình trước sự kiện nóng hổi này. Hoa hậu Phương Lê là sau việc đầu tiên lên tiếng chia sẻ về sự việc. Theo đó, người đẹp đứng về phía bà Thảo, cũng như đây là nỗi đau cuối cùng mà người phụ nữ chịu đựng, Hoa hậu Phương Lê viết: "Sáng ra thấy chị Thảo khóc, anh Vũ cười sung sướng của kẻ thắng vợ, thắng con mà lòng mình nhói. Tình nghĩa vợ chồng có bốn mặt con với nhau, mà khi chia tay người đàn ông cười hả hê vì mình thắng. Giành được của vợ con thì cho người phụ nữ một bài học về sự hy sinh. Trong bài học đó có tôi. Chúc mừng anh Vũ, nhưng vô cùng xem thường anh. Tôi muốn hỏi anh một đứa con tinh thần bằng bốn đứa con ruột thịt không?" Chia sẻ với chị Thảo: "Hội phụ huynh của tôi từ nay chỉ là thần tượng của tôi nể chị lắm. Hẹn gặp chị trong những buổi trưa đưa đón con chúng ta ở trường chị nhé. Mạnh mẽ lên chị ơi, vượt mặt Trung Nguyên sớm thôi, kiên cà phê". Hoa hậu Phương Lê đã dành những lời an ủi và ngưỡng mộ sự hy sinh mạnh mẽ của bà Thảo sau khi phiên tòa kết thúc, ông Vũ chiến thắng. Theo đó, Phương Lê cho biết cô xúc động với hình ảnh bà Thảo ngồi cúi mặt khóc sau khi bị thua kiện. Nhưng trái với hình ảnh đau buồn này, chính ông Vũ như sự hả hê vui mừng thắng kiện vợ. Tuy nhiên sau đó người đẹp lại có những chia sẻ thêm mới đây về chuyện vợ chồng ông vua cà phê. Tâm sinh tướng, phụ bạc vợ con gia đình đang yên lành. Đi thiền về thay đổi tâm tính, đuổi vợ ra khỏi công ty 5 năm, không quan tâm con. Giờ thì dành phần hơn khi ly hôn, xét về góc độ người cha là thiếu trách nhiệm. Không phải có tiền đóng tiền học cho con là xong đâu, con nó cần nhiều hơn. Không phải cần tiền mà nó cần cha. Nhìn ai cũng được cha đưa đón, không nhiều thì ít. Còn cha nó mấy năm không biết nó học ở đâu, vợ đẹp và giỏi phụ giúp. Mình giữ của cho con thì sai chỗ nào? Tôi nói lên đây vì tôi quen chị Thảo, vì tôi là người phụ nữ ba con như chị Thảo. Chồng tôi không có nhiều tiền nhưng chồng tôi là người cha rất xứng đáng. Đưa con đi học dù bận sắp mặt, con bệnh dù bận thế nào cũng đưa con đi khám, ngày nào cũng hôn và ôm con vào lòng hỏi thăm con có vui không, dạy con từng chữ mỗi khi rảnh, làm cha khó lắm. Cô chia sẻ thêm về cuộc sống vợ chồng là phải biết san sẻ lẫn nhau, đừng làm phụ nữ của mình phải tổn thương và đau khổ. Hình ảnh bà Thảo bật khóc ngất sau khi rời khỏi tòa, nói bất công quá. Câu chuyện dường như chưa bao giờ kết thúc sau 3 năm cáo kiện. Những hình ảnh bà Thảo khóc vì thua kiện trước mặt chồng, nhưng rồi tình nghĩa vợ chồng cũng hết sau khi đưa nhau ra tòa tranh chấp, khiến nhiều người cũng ngỡ ngàng. Hy vọng giờ đây bà Thảo sẽ mạnh mẽ chăm lo và làm lại từ đầu. Án phí vụ ly hôn Trung Nguyên gấp 10 lần, chủ tọa mệt nên đọc nhầm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chủ tọa Nguyễn Văn Xuân thừa nhận, khi đọc bản án về phương án phí vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên, chủ tọa có sai sót do mệt. Chiều 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Bên cạnh việc chia tài sản khủng, vụ án này còn làm dư luận ngỡ ngàng với mức án phí kỷ lục hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của pháp luật, án phí dân sự sơ thẩm từ trên 4 tỷ đồng được tính như sau: 112 triệu đồng cộng 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4 tỷ đồng, thì án phí trong vụ ly hôn của vợ chồng Vua Cà Phê chỉ hơn 8 tỷ đồng. Như vậy, án phí tòa án tuyên buộc các đương sự trong vụ án này nộp gấp 10 lần án phí treo quy định. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Xuân, chủ tọa phiên tòa cho biết, vụ án quá phức tạp, số liệu rất lớn, bản án quá dài, thực sự tôi đọc mờ cả mắt, ông Xuân chia sẻ. Ông Xuân cũng cho biết nếu bản án đã phát hành rồi thì phải đính chính bằng văn bản, nhưng hiện nay chưa phát hành bản án nên hội đồng xét xử sẽ điều chỉnh lại cho chuẩn. Pháp luật cho phép nếu tính toán sai số liệu thì tòa có quyền ra quyết định đính chính bản án. Ở đây số liệu đúng nhưng đọc nhầm nên khả năng tôi sẽ ra thông báo, gửi các đương sự và sẽ phát hành bản án chính xác để họ biết và không khiếu nại, ông Xuân nói. Tiếp nhận thông tin này, bà Ung Thị Xuân Hương, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nghe thẩm phán báo cáo về việc đọc nhầm phần án phí tuyên bố vì con số quá nhiều. Trong khi văn bản số liệu đúng, về việc khắc phục sai sót này như thế nào, lãnh đạo Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết hội đồng xét xử sẽ chọn cách giải quyết phù hợp nhất đúng với thủ tục tố tụng.